vùng của Ukraine nêu điều kiện để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân xâm nhập vào Nga. Vùng ly khai Lugansk ở đông Ukraine cho biết sẵn sàng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để xâm nhập vào Nga, nhưng nêu điều kiện tiên quyết để sự kiện này có thể tiến hành. Lãnh đạo vùng Lugansk Leonid Pasechnik ngày 9 tháng 9 trả lời hãng tin TASS rằng người dân vùng ly khai ở đông Ukraine sẵn sàng tham dự một cuộc trưng cầu ý dân xâm nhập vào Nga vào bất cứ ngày nào khi khu vực này an toàn. Người dân Lugansk đã chờ đợi một cuộc trường cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong hơn 8 năm và họ sẵn sàng tham gia cuộc trường cầu ý dân vào ngày 4 tháng 11, kể cả sớm hơn hay muộn hơn hay bất kỳ ngày nào khác. Ngay cả nếu sự kiện được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 thì chúng tôi cũng sẽ đi bỏ phiếu, ông nói. Ngày 4 tháng 11 năm 1612 là ngày thủ đô Moscow đã được giải phóng khỏi lực lượng nước ngoài. Từ năm 2005, Nga chọn ngày này làm ngày thống nhất dân tộc Hôm 7 tháng 9, Tổng thư ký của Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền Andrei Turchak cho biết sẽ là điều đúng đắn nếu các vùng ly khai ở Donbass và các vùng khác ở Ukraine mà Moscow đang kiểm soát tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để sắp nhập vào Nga vào ngày 4 tháng 11. Ông Pasechnik nhấn mạnh rằng Lugansk có thể tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trong những điều kiện an toàn có thể cho người dân. Theo quan chức này, các điều kiện an ninh hiện chưa được đảm bảo vì phía lực lượng Ukraine vẫn đang nhằm mục tiêu vào vùng ly khai. Đạn pháo của đối thủ vẫn đang bay vào một số vùng ở Lugansk. Chúng tôi không có quyền thực hiện các động thái có thể gây nguy hiểm cho người dân của mình, ông nói. Ông Pasechnik cho biết lực lượng Nga và dân quân vùng ly khai đang trong quá trình giành quyền kiểm soát các khu vực ở Donbass từ tay quân đội Ukraine và điều này đang khiến ngày tổ chức của trưng cầu ý dân tới gần hơn. Tôi thực sự tin rằng trong năm nay, người dân của chúng tôi cùng với vùng ly khai lân cận là Donetsk sẽ đến bỏ phiếu để xâm nhập vào Nga, ông cho hay ngày 8 tháng 9, chính quyền thành Moscow ở vùng Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine, tuyên bố ủng hộ ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân xâm nhập vùng này vào Nga vào ngày 4 tháng 11. Từ tháng 8, Zaporizhzhia và vùng Kherson lân cận hiện đã lập ra các ủy ban bầu cử để tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về xâm nhập vào Nga. Hai vùng có thể tổ chức sự kiện này cùng thời điểm.